Trong câu hỏi của bạn là: anh ơi, em đeo kính thì ra bóng không nhìn được gì hết, mắt của em là bị loạn 1.75 độ và cận 0.5 độ. Trong trường hợp này bạn đi bóng, đi đá bóng, bóng là một trong những cái môn thể thao giúp cho bạn giải trí. Thì đây là một trong những điều đánh giá nhiều người thấy được rằng là cái độ cận của bạn đã được tăng, hoặc là mắt bạn đang có vấn đề. Thế thì bạn đã khám hay đo mắt lâu chưa ạ? Bạn đeo kính này lâu chưa thì bạn xác định thêm điều này. Nếu mà sau 6 tháng rồi thì chúng ta nên kiểm tra lại về số độ này, trường hợp này đã tăng lên, chúng ta nhìn quan sát trái bóng vẫn chưa thấy được là chuyện bình thường. Mà nếu mà trái bóng mà cũng chưa thấy được thì đây là một trong những trường hợp nó tăng khá là nhanh, tăng độ nhiều nên ảnh hưởng đến mắt của chúng ta. Thế thì bạn cần phải kiểm tra lại số độ của mình để xác định coi mình bao nhiêu độ mà tăng, bao nhiêu độ tăng có nhiều hay tăng ít, và tăng như vậy có nguy hiểm gì đến mắt hay không, cần phải có chuyên gia hỗ trợ cho bạn tư vấn. Nếu mà bạn đo rồi, bạn có thể đặt câu hỏi ở đây chúng tôi tư vấn cho bạn. Nếu mà bạn để lâu quá thì trường hợp này bạn có thể là không nhìn được gì nữa, vì chúng ta để quá lâu chưa điều trị. Cái thứ hai nữa là gì? Khi mà chơi đá bóng rồi chúng ta có gặp những cái trường hợp là nước này, nước mưa này có này, rồi cát này, bụi này, rồi mồ hôi da đỏ, nếu bạn có nhiều cái như vậy nó làm cho cái kính chúng ta sẽ bị bám những cái đấy và nó sẽ mờ đi gì, bạn sẽ khó mà nhìn được trái bóng là đúng rồi. Cái nhất. Cái thứ hai nữa là sao? Trong quá trình mà di chuyển như vậy, cái tốc độ nhanh thì mắt bạn phải đảo qua đảo lại. Khi mà đảo nhanh như vậy bạn cũng chưa có quan sát kịp được những vật phẩm phía trước, nên đó là cái mà làm hạn chế cái tầm nhìn của bạn. Thêm vào đó là chưa kể là một số các bạn nữa là cái sự mà che khuất á. Khi mà bạn đá bóng như vậy và bạn di chuyển như vậy thì người này người kia nó che khuất tầm nhìn của bạn, bạn sẽ khó, nó rất là khó nhìn. Thế thì bạn nên kiểm tra lại số độ của mình chính xác hơn. Cái thứ hai nữa là bạn nên sử dụng cái chất liệu mang kính làm sao để cho nó đừng có bám nước, đừng có bám bụi và nó trong nữa, thì đấy là cái mà giúp cho bạn thị lực nhìn tăng hơn, dễ chịu hơn. Cái thêm vào nữa là chúng ta phải nên đeo kính thường xuyên. Trong trường hợp này là 1.75 với lại cận thì chúng ta nên đeo kính thường xuyên để làm gì ạ? Để duy trì cái tầm nhìn nó càng ngày càng rõ hơn, chứ bạn để lâu lâu mới đeo thì rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Nên chúng ta đeo kính thường xuyên 6 tháng một lần đi kiểm tra. Và đặc biệt nữa là gì nữa, thì chúng ta nên sử dụng để mắt chúng ta được hoạt động đều đặn với cái số độ mà chúng ta đã kiểm tra, với số độ đó đã quen rồi, với cái tầm nhìn đó đã quen rồi, và di chuyển ra ngoài không gian nhiều hơn để biết sao ạ, để cái mắt chúng ta được hoạt động và chúng ta được cảm nhận, cảm thụ ở ngoài trời. Trong những trường hợp như thế thì bạn cần phải chú ý đến mắt của mình hơn, để biết rằng mắt chúng ta đang có vấn đề về thể lực, nó đang giảm đi, nên chúng ta chú ý để bảo vệ đôi mắt của mình, thể lực được tăng lên. Mỗi lần mà kiểm tra mà thể lực đạt đến 10/10, đấy là một cái điều rất là quan trọng cho bạn. Trong trường hợp này bạn thấy nó mờ thì chúng ta nên chú ý và được các cái chuyên gia, được các cái người có kinh nghiệm tư vấn cho chúng ta để chúng ta áp dụng vào bảo vệ đôi mắt. Rồi, bạn hãy đi kiểm tra sớm nhé. Trong trường hợp này để rất là lâu rồi nên mắt nó sẽ bị mờ, 6 tháng chúng ta kiểm tra lại. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta đã thấy nó mờ rồi, chúng ta nên đi kiểm tra ngay để chúng ta điều chỉnh cho nó phù hợp. Và hiện nay nó cũng có những cái sản phẩm mà hỗ trợ chuyên cho cái dòng thể thao đó, chúng ta nên chọn cái dòng đó để giúp cho mắt của mình nó nhìn đúng và quan sát cái tầm nhìn cho nó rõ ràng, tránh trường hợp nó bị nhức mắt ngoài mắt và nó mờ. Cảm ơn anh chị, có thông tin gì anh chị cứ comment ở phía dưới, chúng tôi đây hỗ trợ anh chị qua những video để trả lời cho anh chị hiểu rõ thêm.